Sport 247, nơi cập nhật nhanh nhất các tin tức nóng về thể thao, bóng đá, những thông tin tại đấu trường Olympic Paris năm 2024. Và chào mừng các bạn đã đến với bản tin sáng trên kênh của Netsport. Việt Nam tạo địa chấn trước U16 Nhật Bản. Trước thêm đối đầu tại giải giao hữu U16 quốc tế Peace Cup 2024, U16 Nhật Bản vốn dĩ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều so với đội tuyển U16 Việt Nam. Tuy nhiên, với những tinh thần thi đấu kiên cường cùng sự tự tin nhất định sau thắng lợi 3-0 trước U16 Uzbekistan ở lượt trận thứ 2, U16 Việt Nam đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng trước Nhật Bản. Ngay ở phút thứ 16, U16 Việt Nam bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số vươn lên dẫn trước 1-0 Nhật Bản nhờ pha lập công cận thành của cầu thủ Nguyễn Văn Bách. Bị thủng lưới U16 Nhật Bản gia tăng sức ép về phía khung thành của đoàn quân áo đỏ, nhưng những nỗ lực trong khâu phòng ngự đã giúp cho U16 Việt Nam bảo toàn được lợi thế tới những phút cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, U16 Việt Nam thắng 1-0 U16 Nhật Bản. Ở trận đấu sớm diễn ra cùng ngày, chủ nhà U16 Trung Quốc thắng 2-1 U16 Uzbekistan. Cùng có 6 điểm như U16 Trung Quốc nhưng do kém hơn về hiệu số, nên U16 Việt Nam hoàn thành giải đấu với ngôi Á quân, còn chức vô địch thuộc về đội chủ nhà. Đây rõ ràng là kết quả đáng khen đối với thầy trò huấn luyện viên Châu Lăng. Bóng đá Việt Nam nhận tin vui sau chuỗi ngày đen tối. Trước hạn đăng ký thi đấu giải hạng nhất 2024-25 đúng một ngày, câu lạc bộ Đồng Nai và câu lạc bộ Khánh Hòa đều đã xác nhận sẽ thi đấu ở mùa giải năm nay. Phía Đồng Nai đã nộp văn bản lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam và công ty VPF với nội dung: câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai đăng ký dự giải đấu chuyên nghiệp quốc gia mùa 2024-25. Các hồ sơ và cách thức thực hiện hồ sơ sẽ hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. Trong khi đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, sau một thời gian dài tìm kiếm giải pháp, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng xác nhận sẽ hỗ trợ tối đa để câu lạc bộ Khánh Hòa có thể tham dự giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2024-25. Dù đã quá hạn đăng ký một ngày, song đây là tin tức cực đáng mừng đối với những người làm bóng đá cũng như người hâm mộ bóng đá các địa phương. Như vậy, giải hạng nhất quốc gia 2024-25 sẽ có sự tham dự của 10 đội bóng, bao gồm PVF CAND, Trường Tươi Bình Phước, Huế, Phù Đồng Ninh Bình, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Tháp, Hòa Bình, Đồng Nai, Khánh Hòa và Tân Binh Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên Thái Lan không đặt nặng kết quả giao hữu với Việt Nam và Nga. Trong buổi phỏng vấn trên tờ CM Sport, huấn luyện viên Masatada Ishii cho biết, Nga và Việt Nam đều là những đối thủ chất lượng. Tôi đánh giá rất cao cơ hội thi đấu của họ, nhưng trước tiên chúng ta phải nhìn vào đội hình của mình. Tôi nghĩ hai đội Việt Nam và Nga cũng sẽ theo đuổi tiêu chí này. Giải đấu sắp tới, tôi sẽ cố gắng để các cầu thủ hiểu được chiến thuật và thể hiện tốt nhất khả năng khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Về cách lựa chọn tuyển thủ cho hai trận đấu tại Mỹ Đình, huấn luyện viên Masatada Ishii nói, tôi sẽ lựa chọn cầu thủ theo phong độ. Chúng tôi sẽ xem lại tiềm năng của các cầu thủ và cố gắng đánh giá hiệu suất của họ trong tập thể. Cuối cùng, ông Ishii nhấn mạnh rằng Thái Lan sẽ không đặt nặng kết quả trong hai trận giao hữu sắp tới. Dù không đặt nặng kết quả nhưng tôi tin rằng đây là một cuộc cạnh tranh thú vị. Bản thân tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để nâng cao trình độ đội bóng và sẵn sàng chiến đấu cho những giải đấu khác trong tương lai. Mục tiêu của tôi qua chuyến du đấu lần này cũng là lựa chọn những gương mặt mới sau triển vọng. Các trận đấu phía trước có thể cho họ trải nghiệm quý báu ở đội tuyển quốc gia. Chúng tôi có thể không dồi dào thời gian, nhưng quan trọng đây là giải đấu trong dịp FIFA Day, nên chúng tôi có thể gọi những cầu thủ mình mong muốn. Huấn luyện viên tuyển Nga bị chỉ trích vì danh sách triệu tập cầu thủ qua Việt Nam. Alexander Babnov, chuyên gia bóng đá của Nga, nói trên tờ Sportbox không rõ Matvei Safonov đang làm gì trong danh sách. Matvei đang thích nghi với giải vô địch Pháp và sẽ tốt hơn nếu anh ấy tập luyện ở PSG trong thời gian giải đấu tạm dừng. Hơn nữa, anh ấy không ra sân cho câu lạc bộ nên khó kiểm tra được phong độ của thủ môn này. Ở vị trí của anh ấy vẫn còn 4 cái tên nữa và huấn luyện viên sẽ lấy 3. Nhưng như vậy cũng là rất nhiều khi mà bạn chỉ thi đấu 2 trận. Về phòng ngự, Capin gọi đến 3 cầu thủ cùng khoác áo của Rostock đang thi đấu rất tệ ở mùa giải lần này. Nếu Ospenko vẫn xứng đáng góp mặt trong đội hình nhờ kinh nghiệm thì Vakania và Lankovic yếu hơn Urogovoy rất nhiều. Tình huống tương tự với Sodatenkov, người mắc sai lầm dẫn đến bàn thua trong hầu hết các trận đấu của Karelia Soventop. Tại sao lại kéo cơ giới ép từ Pháp bay nửa vòng trái đất? Đó cũng là quyết định hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cơ giới ép đã lớn tuổi và anh ta sẽ tiêu tốn sức lực cho các trận đấu như thế này. Điều tương tự cũng xảy ra với tất cả những người có kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Capin cũng bị chê trách vì gọi các cầu thủ đang dính chấn thương hoặc vừa bình phục. Ông Babnov nói,
Cá biệt, tôi muốn đề cập đến tình huống đầy thách thức của Galusenko. Không cần thiết phải kéo các cầu thủ bị đau đến những trận đấu giao hữu, nhất là khi anh ta vừa bị gãy tay. Trường hợp của Gekman Onuka, tiền đạo là vua phá lưới giải vô địch quốc gia Đan Mạch 2023-2024 cũng gây nên tranh cãi. Chuyên gia Bapnot cho rằng cầu thủ này sẽ không đóng góp được gì ở đội tuyển Nga. Ông nhấn mạnh, tại Nga anh ta không đạt được phong độ tốt nhưng lại trở thành vua phá lưới khi sang Đan Mạch. Nếu anh ta thể hiện tốt trong những trận đấu cho đội tuyển quốc gia thì huấn luyện viên Kapin sẽ xứng đáng được khen ngợi. Nhưng theo tôi, đội tuyển Nga không có nhu cầu cấp thiết sử dụng cầu thủ này. Thể thao quốc tế cũng có những thông tin rất nóng trong 24 giờ qua. Sau đây là những thông tin chính. Mbappe đòi nợ PSG. Theo tờ Le Monde, siêu sao Kylian Mbappe đang yêu cầu PSG phải trả nợ 55 triệu euro tiền lương còn thiếu trong thời gian thi đấu tại Pháp. Cầu thủ 26 tuổi đã liên hệ với Liên đoàn bóng đá Pháp và cả UEFA để giải quyết vụ việc này. LFP có quyền ngăn PSG thực hiện các vụ chuyển nhượng cho đến khi tình huống này được giải quyết và gã nhà giàu nước Pháp có thể bị tước quyền thi đấu ở các giải đấu tại UEFA cho mùa giải tới, đồng nghĩa với việc họ có thể mất suất tham dự Champions League. Khoản phí 55 triệu euro kể trên bao gồm 1/3 khoản tiền thưởng ký hợp đồng khoảng 36 triệu euro trước thuế, tiền lương và một khoản thưởng đạo đức cho 3 tháng cuối cùng của anh tại PSG. Mặc dù có thể bị phạt nếu Mbappe thắng kiện, song ban lãnh đạo PSG vẫn kiên quyết giữ vững lập trường. Đội chủ sân công viên Các Hoàng Tử cho biết họ chưa trả số tiền đó vì Mbappe đã cam kết sẽ không đòi các khoản tiền thưởng nếu anh rời PSG tự do vào năm 2024. Và hiện tại đúng là anh đã rời đi. Tờ Le Monde cho biết PSG khá tự tin về vụ việc này. Nếu tình trạng kéo dài, Mbappe có thể sẽ đưa vụ việc ra tòa lao động để giải quyết tranh chấp với đội bóng cũ. Mourinho không còn là người đặc biệt. Mùa hè năm 2024, Mourinho đã công bố biệt danh người đặc biệt với thế giới sau khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của Chelsea. The Blue đã đánh bại sự cạnh tranh từ Liverpool để có được chiến lược xa, vừa giành chức vô địch Champions League với Porto. Tại một buổi họp báo vào tháng 6/2004, Mourinho đã từng nói với các phóng viên: "Tôi phải nói điều này, chúng tôi có những cầu thủ hàng đầu và tôi xin lỗi vì hơi kiêu ngạo. Chúng tôi có một huấn luyện viên hàng đầu. Xin đừng gọi tôi là kẻ kiêu ngạo vì những gì tôi nói là sự thật. Tôi là nhà vô địch châu Âu, vì vậy tôi không phải là một trong những người tầm thường. Tôi nghĩ mình là người đặc biệt." Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng đã củng cố tuyên bố của mình bằng hai chức vô địch Premier League liên tiếp với Chelsea, trước khi ông giành chức vô địch Champions League 2010 với Inter Milan. Giờ đây, sau hơn 20 năm, Mourinho tuyên bố rằng ông muốn được biết đến với một biệt danh mới. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha giải thích: "Có vẻ như tôi phải thích nghi với bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, chứ không phải ngược lại. Tôi là người mới đến. Tôi là người nước ngoài. Không phải bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ phải thích nghi với tôi, mà là tôi phải thích nghi với bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Các cầu thủ của tôi, họ phải làm những gì đội khác vẫn làm. Họ cần phải dành thời gian để tập luyện và ra sân cùng nhau. Họ cần phải tránh các chấn thương. Nói chung là làm những gì mọi đội bóng đều làm." MU ra quyết định cuối cùng về Casemiro. Times tiết lộ ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ và huấn luyện viên Erik ten Hag quyết định giữ lại Casemiro. Việc MU không nhận nhiều đề nghị hấp dẫn từ các câu lạc bộ muốn mua ngôi sao người Brazil cũng như khả năng rời đi của Scott Tomihay khiến ten Hag ra phán quyết kể trên. Trước đó, Casemiro được cho là đàm phán với nhiều đội bóng ở Saudi Arabia. Câu lạc bộ đang sở hữu Karim Benzema hay Kante trong đội hình muốn bổ sung một tiền vệ phòng ngự giàu kinh nghiệm như Casemiro. Song lời đề nghị cuối cùng từ câu lạc bộ Saudi Arabia chưa đủ sức nặng thuyết phục Casemiro lẫn MU. Casemiro đang nhận lương 300.000 bảng một tuần tại sân Old Trafford. Đó là mức lương rất cao, khiến nhiều đội bóng lớn khác trên thế giới phải e dè nếu muốn tiếp cận cầu thủ. Trước đó, khi được hỏi về tương lai của Casemiro tại MU, Ten Hag khẳng định ông không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cầu thủ sẽ không ở lại đội bóng. Man City đau đầu vì Cancelo. Theo truyền thông Anh tiết lộ, Cancelo chỉ nhận được đề nghị hấp dẫn từ Saudi Arabia. Đội vô địch Saudi Pro League mùa giải trước là Al Hilal gửi lời đề nghị Man City về trường hợp của Cancelo. Giám đốc điều hành của Al Hilal hiện tại, ông Esteve Cazada, từng là thành viên trong ban lãnh đạo của City Football Group. Chính vì thế, gã khổng lồ của bóng đá Saudi Arabia hy vọng có thể hoàn tất được thương vụ Cancelo trong thời gian sớm. Tuy nhiên, vấn đề chủ yếu vẫn nằm ở cầu thủ. Cancelo chưa muốn chia tay bóng đá đỉnh cao châu Âu. Anh vẫn nuôi hy vọng tiếp tục thi đấu tại các giải đấu hàng đầu, đặc biệt là ở ngoại hạng Anh. Cancelo trở lại tập luyện tại đài bản doanh Man City vào đầu tháng này, nhưng không còn cơ hội được Pep trọng dụng. Ban lãnh đạo của Barca khó tiếp tục mượn cầu thủ từ Man City bởi đội bóng nước Anh chỉ muốn bán đứt.
Ngoài ra, Barca cũng đang gặp khó khăn về tài chính.